Báo cáo tâm đắc về học tập nữ đức. Người giảng: cô giáo Trần Tình Du. Cẩn dịch: ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ. Diễn đọc: Phật tử Quảng Trí. Phần mở đầu: Tề gia trị quốc, nữ đức vi yếu. Kính thưa quý vị và các bạn, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta có được nhân duyên thù thắng như thế này, mọi người cùng nhau học tập sách Nữ Giới, thật sự vô cùng cảm ơn. Nữ đức đối với phụ nữ chúng ta trong xã hội hiện nay là một từ khá xa lạ. Tôi còn nhớ cách đây 2 ngày, có một giáo viên vẫn hỏi tôi thế nào là nữ đức. Nữ đức là gì vậy? Nữ đức chính là phẩm hạnh đạo đức của phụ nữ. Trong xã hội hiện nay, rất ít người quan tâm đến chủ đề này. Ngược lại, rất nhiều người quan tâm đến làm thế nào để kiếm tiền, làm thế nào để nâng cao danh vọng và địa vị của mình trong xã hội. Phụ nữ thì quan tâm nhiều đến việc gia đình của mình có ngày càng trở nên hạnh phúc hay không, chỉ số cuộc sống có cao hơn hay không. Tuy nhiên, nguyên nhân ngọn nguồn của hạnh phúc lại không có người nào chú ý đến. Trong văn hóa truyền thống 5.000 năm của dân tộc, tổ tiên đã để lại cho chúng ta sự giáo dục đạo đức về đức hạnh của phụ nữ thuần hậu, thiện lương. Đó chính là phụ nữ làm thế nào để đạt được suối nguồn hạnh phúc trong đời sống. Trong mấy năm học tập văn hóa truyền thống vừa qua, bản thân tôi có rất nhiều tâm đắc và cũng đã nhiều lần chia sẻ với mọi người tại các buổi luận đàm và giảng tọa. Nhận lời mời của rất nhiều bạn bè, tôi đến đây cùng với mọi người học tập sách Nữ Giới. Nữ Giới là cuốn sách nhỏ, chỉ có hơn 1.800 chữ, là cuốn sách giáo dục đạo đức chuyên dành cho phụ nữ do Ban Chiêu thời Đông Hán viết. Đây chính là giáo trình giáo dục đức hạnh phụ nữ sớm nhất. Thế nên, chúng ta có thể thấy rằng, vào thời xưa, thực sự rất xem trọng việc giáo dục tố chất cho phụ nữ. Vì sao vậy? Bởi vì có câu nói rằng, vương hóa xuất từ khuê môn, vương trong từ quốc vương, hóa trong từ giáo hóa. Việc giáo hóa của một đất nước bắt nguồn từ chốn khuê môn. Khuê môn chính là cửa ngõ nơi khuê phòng mà phụ nữ thường ra vào. Gia lợi thủy ư nữ trinh. Trong gia đình, nếu như muốn được lợi ích thì cũng bắt nguồn từ sự trinh đức của phụ nữ. Thế nên, từ xưa đến nay, muốn có hiền tài thì trước hết phải có người con hiền. Muốn có người con hiền thì trước hết phải có mẹ hiền. Để có hiền mẫu thì trước tiên phải có hiền nữ. Truy đến ngọn nguồn thì vẫn là ở nơi người mẹ. Người mẹ rất quan trọng. Vậy người mẹ tốt từ đâu mà đến? Từ dạy mà ra. Trong xã hội hiện nay, vì sao lại xem nhẹ vấn đề này? Là do chúng ta đã xem nhẹ sự giáo dục của văn hóa truyền thống. Trong buổi giảng đầu tiên này, chúng ta hãy cùng nhau tham khảo và học tập ý nghĩa quan trọng của nữ đức. Tôi xin chia sẻ với mọi người dựa trên 3 phương diện. Vấn đề thứ nhất chính là phụ nữ trong xã hội hiện nay không hiểu rõ bổn phận của chính mình là gì. Cái gọi là đôn luân tận phận chính là nói phụ nữ trong xã hội, trong gia đình rốt cuộc có địa vị như thế nào, sứ mạng của bản thân là gì, có trách nhiệm gì, có ý nghĩa quan trọng ra sao. Nếu bản thân phụ nữ không biết những điều này thì đây là một vấn đề phiền phức. Họ sẽ băn khoăn không hiểu, không biết nên bắt tay làm từ đâu, làm như thế nào. Thế nên, trong kinh dịch có câu nói: người nữ làm tròn bổn phận bên trong, người nam làm tròn bổn phận bên ngoài. Đây là nghĩa lớn của trời đất. Câu nói này hiện nay rất ít người nhắc đến. Thế nhưng, nó đã chỉ ra chỗ khác biệt giữa nam và nữ. Đây chính là một trong 5 mối quan hệ ngũ luân của văn hóa truyền thống. Đó là phu phụ hữu biệt. Điểm khác biệt này là ở chỗ nào? Chính là chỗ mà kinh dịch đã chỉ ra: một người lo việc bên ngoài, người kia lo việc bên trong.
những việc bên ngoài gia đình do người nam đảm trách. Có nghĩa là người nam ở bên ngoài gánh vác trọng trách kinh tế của gia đình. Việc trong nhà thì do phụ nữ đảm đương. Phụ nữ lo bồi dưỡng thế hệ kế thừa tiếp theo của gia tộc. Sự nghiệp bên trong quan trọng hơn bên ngoài. Vì sao vậy? Bởi vì sứ mạng của phụ nữ chính là giúp chồng dạy con, tướng phu giáo tử. Tướng nghĩa là giúp đỡ, chính là giúp chồng thành tựu đức hạnh, giúp cho đức hạnh của chồng được tăng thêm. Chúng ta hãy nghĩ xem, nếu như bản thân không có đức hạnh thì làm sao có thể thành tựu đức hạnh cho người khác được? Không thể có sự việc này. Bản thân mình không hiểu biết, còn mơ mơ hồ hồ thì sao có thể biết được vấn đề của người khác nằm ở đâu? Càng không cần nói đến việc hướng dẫn cho người khác. Dạy con chính là khéo dạy dỗ con cái. So sánh hai bổn phận giúp chồng và dạy con với nhau thì dạy con còn quan trọng hơn giúp chồng. Thế nào gọi là giúp chồng? Thế nào gọi là khéo dạy dỗ con cái? Chúng ta hiện nay cũng đang dạy đấy thôi, nhưng đã dạy con trở nên người như thế nào vậy? Khi chúng lớn lên thì cha mẹ sẽ rất đau đầu, đến trường sẽ khiến thầy cô giáo đau đầu. Đây là một vấn đề rất phiền phức. Làm thế nào để dạy con cho tốt? Trước tiên, chúng ta phải có năng lực giáo dục. Bản thân phải có đạo đức, phải có học vấn. Thế nên, bàn về sứ mạng của người phụ nữ, chúng ta từ đây có thể nhìn thấy sự khác biệt về vai trò giữa nam và nữ vô cùng quan trọng. Vai trò bên trong quan trọng hơn bên ngoài. Giống như một đất nước có thể không có sự giao lưu đối ngoại bên ngoài, nhưng tuyệt đối không thể không có việc quản lý đối nội bên trong. Gia đình là như vậy, còn xã hội thì sao, quốc gia thì sao, cũng đều như vậy cả. Phần tiếp theo trong kinh dịch có nói, trong gia đình có vị nghiêm quân, đó chính là bậc cha mẹ. Cha ra cha, con ra con, anh ra anh, em ra em, chồng ra chồng, vợ ra vợ. Đó chính là gia đạo đúng đắn. Gia đạo chính rồi thì thiên hạ mới an định. Câu nói này có ý nghĩa như thế nào? Nghĩa là trong gia đình cần có vị đứng đầu uy nghiêm. Đó chính là cha và mẹ. Trong một gia đình, các mối quan hệ giữa cha con, anh em, vợ chồng cần phải dựa vào luân thường mà làm. Chỉ có như vậy thì gia phong mới đoan chính. Gia phong một khi đoan chính thì thiên hạ sẽ an định. Câu nói này có ý nghĩa rất sâu sắc, đồng thời còn bao hàm sự tinh túy của văn hóa truyền thống xưa. Thế nên, chúng ta học tập văn hóa truyền thống thực sự là việc rất đơn giản. Đó chính là bốn chữ mà tôi thường nói với mọi người. Hai chữ thứ nhất là ngũ luân, hai chữ sau là ngũ thường. Ngũ luân giúp chúng ta hiểu rõ năm mối quan hệ qua lại giữa con người với con người. Hết thảy các mối quan hệ đều không lìa khỏi năm loại này. Ngũ luân bao gồm phụ tử hữu thân, trưởng ấu hữu tự, phù phụ hữu biệt, quân thần hữu nghĩa, bằng hữu hữu tính. Ngũ thường là năm cái gốc căn bản tu hành của chúng ta, đó là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Chúng ta hãy xem từng điều một. Trước tiên, chúng ta hãy xem thế nào là phụ tử hữu thân. Hàm nghĩa của từ thân là không có phân biệt. Sự không có phân biệt này đã nói lên điều gì? Đó là cảm tình giữa cha và con không hề có bất kỳ điều kiện nào. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là tình cảm giữa cha và con cũng cần đến lý trí, phải có trí tuệ. Chúng ta hiện nay gọi là không điều kiện. Ví dụ như người cha có rất nhiều tiền nhưng lại mua cho đứa con nhiều thức ăn ngon và đồ chơi một cách không điều kiện. Người cha làm như vậy là không có trí tuệ, không dựa vào lý trí, hoàn toàn dựa vào cảm tình. Việc nuông chiều con như vậy đã hoàn toàn phóng túng sự giáo dục con cái. Cho nên, câu phụ tử hữu thân trong văn hóa truyền thống thời xưa
có hàm nghĩa vô cùng thâm sâu. Học thấu suốt điều này rồi thì sẽ hiểu được thế nào là phụ từ tử hiếu. Người làm cha phải nhân từ thế nào? Người làm mẹ phải nhân từ ra sao? Chúng tôi sẽ giảng đến điều này ở chương dạy con ở phần sau. Từ ái không thể đến mức nuông chiều, chính là không được phóng túng. Nghiêm khắc không được đến mức tổn thương tình cảm. Đối với con cái nghiêm khắc, nhưng không được khiến ân tình bị tổn thương. Người hiện nay không học tập, không có trí tuệ, không hiểu rõ thế nào là đúng chừng mực. Việc này khá là phiền phức. Điều thứ hai là trưởng ấu hữu tự, tức anh em có thứ tự. Trưởng ấu hữu tự là nói trong một gia đình, giữa các anh chị em có thứ tự về mặt luân lý ra sao. Như trong Đệ Tử Quy có nói, anh thương em kính anh, phải giữ vững bổn phận của chính mình. Điều thứ ba là quan trọng nhất, chính là phu phụ hữu biệt. Thực tế, sự khác biệt về vai trò giữa vợ và chồng, đó là phu nghĩa, phụ thính, tức chồng nghĩa, vợ thuận. Chúng ta khi học tập giáo dục nữ đức trong văn hóa truyền thống, đã từng có một câu nói để hình dung ý nghĩa quan trọng của giáo dục nữ đức, đó là trị thiên hạ thủ chính nhân luân. Có nghĩa là muốn quản lý tốt thiên hạ thì trước tiên phải làm cho mối quan hệ giữa người và người chính trước đã. Luân chính là quan hệ giữa người với người. Để chính nhân luân thì trước tiên phải chính phu phụ. Và trong năm mối quan hệ thì mối quan hệ giữa vợ và chồng là quan hệ quan trọng nhất. Cần phải hiểu rõ mối quan hệ này. Phải giữ cho được chính thì các mối quan hệ khác đều sẽ tốt đẹp, vì đây là mối quan hệ then chốt. Muốn làm được chính phu phụ thì trước tiên phải chính nữ đức. Cũng là nói, trong mối quan hệ vợ chồng thì người phụ nữ có tác dụng then chốt. Trong xã hội hiện nay, chúng ta cũng thường phát hiện cảnh gia đình không an định, đảo lộn, oán trách, gây ra nhiều chuyện thị phi, chủ động đòi ly hôn, trong đó có không ít là phụ nữ. Phụ nữ nếu như tâm rất định thì gia đình sẽ thái bình, giống như định hải thần châm, gậy thần trấn biển vậy. Việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Phu nghĩa, phụ thính là điều quan trọng nhất trong mối quan hệ vợ chồng. Thính có nghĩa là thuận theo. Thế nhưng trong xã hội hiện đại, khi một số người vừa nhắc đến từ nữ đức thời xưa thì khái niệm đầu tiên chính là phụ nữ cần phải nam tôn, nữ ti, tam tòng tứ đức. Điều này không tốt, đàn áp nữ quyền, không bình đẳng với phụ nữ. Trên thực tế, chúng ta đã không thực sự hiểu hàm nghĩa chân thực bên trong của nó, mà hoàn toàn dựa vào cách nghĩ của chính mình, ngang nhiên cho điều này là sai lầm. Trong việc giáo dục phụ nữ thời xưa, chữ thính đứng ở phía sau chữ nghĩa. Điều đó có nghĩa là chồng có nghĩa thì vợ mới nghe theo. Cái nghĩa của người chồng thể hiện ở chỗ nào vậy? Đối với vợ có tình nghĩa, đối với bạn bè có đạo nghĩa, đối với cha mẹ có ân nghĩa. Về mặt tình nghĩa, đạo nghĩa và ân nghĩa đều có thể tuân theo lời dạy của tổ tiên mà xử sự thì sẽ có thể làm người có nhân, có nghĩa. Cái gọi là nhân ái, nhân nghĩa chính là điều mình không muốn thì đừng đem cho người khác. Nghĩ đến bản thân thì có thể suy ra người khác. Nghĩa giả, tuân lễ giả, người có nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật.
đã phai.